hai cho tất cả anh em yêu thích game Long Văn Chi Kiếm. Thì anh em thấy không, mình cũng đang cài, anh em cài sáng giờ chắc tôi được tầm khoảng 2 triệu lượt chiến rồi đó anh em. Thì chỉ cần mà anh em bỏ cài một ngày thôi, mình 4 ngày trước mình không có cài, hôm nay mình cài lại thấy mình thấy hơi thọt đó anh em. Đó anh em thấy không? Thì tạm thời thì mình cũng có được mớ nha nè, có được mớ à. Đó. Cái này thì không đủ anh em ơi. Đó. Cái trắng này cũng thiếu nè, đỏ này thì đủ, đây còn thiếu, nói chung là thiếu 3 cái. Còn cái thằng trắng này chắc là chuyển sinh 4 mới để sử dụng được anh em. Đó. Canh nói chung là canh thôi, ai canh được thì canh anh em, nếu mà anh em mà không canh là anh em bị thọt lực chiến dữ dằn lắm á. Mình đã bị thọt 3 ngày rồi, 3 ngày anh em không lên đúng không? Đáng lý ra tới ngày hôm nay là mình thầm khoảng là 4 cái, 5 cái vậy là mình năng được một phát rồi đó. Rồi nói chung là ra ngoài có một cái này nè, cái kho nó nhiều quá, nó đầy quá đầy. Ý là mình bỏ một số trang bị tím rồi đó, bỏ số trang bị tím, trang bị trắng không nhặt rồi đó nè, mau đầy quá. Còn nếu mà dùng vàng mà mở mấy cái ô nó thì thốn lắm, chịu không nổi. Ăn boss VIP thì nó ra toàn là phá không mà anh em ơi. Đấy. Để mình mở luôn cái này ra, mình ghép luôn nè. Đó. Cái này thì mấy cái này thì chưa có đủ đâu, tại vì nó lên 2 sao rồi. Nếu mà mình bắt đầu mình lên 2 sao là nó sẽ tốn lắm anh em. Đó, mình ghép lại cái đi. Cái này thì mình có thêm 6 mảnh nữa là mình có thể là lên được đó nè. 6 mảnh là chắc chắn là lên. Trắng, cam. Dạ. Giờ mà nhìn mấy cái tên nó thì đó. Rồi xong. Anh em thấy im chưa nè. Nếu mà anh em chịu khó anh em xiên anh em săn là nó ngon lành thôi. Cái này là hồi sáng là mình lụm được nguyên cái vậy nè. Cái này được nguyên cái nè, cái này được nguyên cái nè. Đó thôi. Nói chung là như buổi sáng gần như là anh em lụm được, sáng cho anh em lụm được 2 cái hay gì ạ. Mình có không gành nữa. Nhưng mà sáng lụm được 2 cái thì 2 cái này mình không có đủ điều kiện anh em ơi. Đó anh em thấy không? Lên 3 sao, lên 2 sao là nó cần phải 2 cái nè. 2 sao 2 cái, 3 sao 3 cái tính vậy đi anh em. Đó thì mình sẽ lựa chọn những cái nào mà không phá thì mình bỏ vô kho lại anh em. Đó cái này không phá này. Không phá thì mình còn có thể bán được cái đó, mình để vô đây kho lại đi. Thì mình thừa, nói chung là mình thừa lắm. Nó mảnh này bỏ vô kho luôn. Mảnh bỏ vô kho hết đi. Rồi cái này thì cái này chắc là 4 chuyển cái nè. Ồ cái này nó để là 500 mấy đúng không? 4 ca mấy công gia tăng, mà này chắc 4 chuyển mới sử dụng được anh em ơi. Thấy kích hoạt chưa được đâu. Đó. Cái này là phải level 371 cái nè. 371 mới được, thì cái này cứ để dành từ từ. Còn bây giờ thì tạm thời là được hai cái này. Đó, hai cái này. Cái anh em tăng sao cũng giống như anh em kích hoạt vậy thôi. Anh em thấy chỉ số nó bằng nhau luôn không? Nó không có thay hơn thua nhau gì chứ. Đó, để coi kích này được nhiêu cái đây. 861 mỗi một phát là ngon nè. Cái này là hơn nè, tại vì cái này chỉ số công của nó tới 3.75 lần. Còn thằng này chỉ có 3 chấm thôi. Thế này nó cao hơn này thì này nó tầm khoảng triệu 1, triệu 2 bù lại cũng được 2 triệu chiến nè. Đấy triệu 1, triệu 132k luôn. Nó anh em thấy không? Cái này là cài không đó nha em. Nhiều khi á anh em mà bỏ cái boss VIP mà em không săn được, anh em cố gắng mấy ngày đầu anh em săn là anh em lấy cái lực chiến nè. Lấy mấy cái lực chiến anh em cao rồi đó, anh em làm cái gì cũng được. Anh em bỏ săn một ngày, hai ngày nè, anh em mà không để ý ha, là coi như là xong phim đó, bị thọt phía sau lực chiến liền. Ừ, hồi sáng này cay thấy ghê luôn anh em ơi, đập trang sức 3 sao anh em, đập trang sức 3 sao mà đập 3 món thất bại anh em ơi. Sáng mình đập cái nào 3 sao ta, 3 sao đỏ nghe anh em, 3 sao nó thất bại như sáng như cái này. Ê cái này nè, cái này đỏ nghe anh em chứ, phải không phải
cái này 7 nghe anh em, bật 7 sáng, bật 7 á, sáng 3 phát bật 7 anh em ơi, quất một cái nó bay luôn, trời ơi cay luôn, nó thấy nó buồn. Mà cái lúc này mà anh em biết không, mà mình đã thất bại một lần rồi đó, mình đã thất bại đập một cái bật 11 đúng không, thất bại sang cái sau đập cái ba sao này, thất bại cái nữa, hai cái luôn. Bây giờ này thì mới có này được ba cái này nó chưa đủ, phải mấy cái này mà ba hết là mình cũng chơi một cái luôn á nè, cũng quất một phát cho nó lên luôn hên xui, không lẽ mình không tin là thất bại 4-5 cái liên tiếp đúng không. Tại xui thì chịu chứ biết sao giờ, cái trang sức này là khó nhất luôn anh em ơi, trang sức này nó khó nhất luôn á, đỡ một cái là anh em ăn boss vip á, anh em ăn boss vip thì nó ra được mấy cái này nó nhanh nhiều lắm, còn nếu không ăn boss vip được là tỷ lệ nó ra thấp anh em. Hồi sáng đập cái này nè, ba sao cái này cũng thất bại luôn, bật 10 cũng thất bại luôn. Ừ đúng rồi, cái bật 10 ba sao đỏ, hai sao đỏ cũng thất bại, mà bật 11 hai sao đỏ cũng thất bại luôn. Sáng hôm nay nó xui sao anh em ơi, đập cho cỡ nào nó cũng thất bại hết trơn, không lên nổi luôn. Nói chung là hôm nay nó đen vậy đó. Rồi thì mục tiêu của mình thì chắc tầm bữa hai bữa nữa mình mới ngưng nạp, nên hôm nay ngày thứ 7 rồi, ngày qua thì không có nạp. Cái game này thì mình anh em siêng á, nếu anh em siêng thì anh em vô bot vip là anh em cài tầm khoảng vài ba ngày đi nè, cho nó lên 3 sao hết đi, anh em ngưng cũng được. Tại vì lúc đầu á, lên level thấp á anh em, level thấp nó dễ ra lắm, level cao nó khó ra lắm anh em ơi. Cho nên là anh em mà những cái anh em nào mà chơi server mới á, thì anh em cố gắng lên vip xong rồi anh em vô anh em nằm trong đó cả ngày để săn tới săn lui, làm ăn hết boss, hết vận động càng sớm càng tốt anh em. Là anh em vô anh em săn là ngon ha. Rồi mấy cái này mình bỏ vô kho lại đi anh em ơi. Đó, cái này thì 4 sao, cái này 371 mới sử dụng được anh em ơi. Thì mình cũng gần lên rồi. Anh em thấy không, lên liên nó hơn nhau hình như là 150 level là anh em không thể nhặt được nghe nè. 150 level hay 100 level gì đó là anh em không thể nhặt được đồ nữa đâu. Cho nên ở level thấp anh em cố gắng anh em cài anh em ơi. Cái này là nó lên lực chiến im lắm. Để cho sau này mình xong up xong, tại anh em lên giá nào anh em cũng phải là lên level 371 anh em mới ngon được, mới xong chỉ sinh 4 được, lúc đó là anh em có được nhiều cái lựa chọn lắm rồi. Rồi để giờ mình đi thử đam anh em, mới vô thì mình đi thử đam vô đây coi. Mới có tặng 109 thôi anh em ơi, lên 2 triệu lượt chiến nữa đó, không lẽ mà không qua nổi cái này sao đúng không. Đấy, cái này HP cơ bản và thủ cơ bản. Thí Yên là lên thủ anh em ơi, Thí Yên lên thủ lên né càng cao càng tốt, nhưng mà sát thương của nó là bạo kích, cho nên là làm sao mà anh em tăng được cái tỷ lệ bạo là ngon. Còn nếu mà cái con Thí Yên mà không lên được tỷ lệ bạo là chết luôn. Con Thí Yên mà chơi con Thí Yên là nặng vốn lắm anh em, chỉ có tớp á, tớp mà cầm Thí Yên chơi là được, là ngon. Nó cầm Thí Yên nó chơi là nó khỏe nè, khỏe mà nó đủ điều kiện nó kiếm được tỷ lệ bạo là ngon. Ở cái game này á nè, thì cái tỷ lệ hội tâm là bắt buộc anh em phải có trang bị bậc 9, trang bị 9 hồng anh em, trang bị 7 là anh em ngon, là tỷ lệ của anh em ngon. Thì đây sẵn bên mình cho anh em xem cái trang bị chính nè. Ở trang bị hồng chính á, thì ví dụ như ở trang bị nè, ở vũ khí. Ôi, con nào cũng vậy thôi. Thì anh em thấy nè, tỷ lệ hội tâm được 7%. Đấy, nói chung là đây, cái đá này nó căng. Đá này căng dữ dằn luôn. Hôm nay mình tưởng đâu nó trả lại, nhưng mà hôm nay chưa tới ngày trả anh em ơi. Chưa tới ngày trả gói không động, mình chỉ còn được 4k8 thôi à. Hết ở đây còn 320 ngọc đúng không, 320 vàng ở đây còn không động, thì đây còn được có cái này 4k8 là ngày mai nó trả. Còn này nó là 6k mấy nữa nè. Đấy, 6k mấy thì được một viên nè, 6k mấy được một viên. Mà nếu cái này bắt buộc phải nạp thêm rồi, ví dụ như 4k8 5k8 6k4 nạp thêm 200k nữa anh em ơi.
Anh em biết không, cái game này mà anh em muốn BK ngon á, đi cái hoạt động mà đánh solo mà hoạt động đêm á, hoạt động 9 giờ á, thì anh em nên mua cái gói này, cái gói 200k này, gói kỹ năng á, để mình đánh xong con này nó sắp chết rồi anh em ơi, mình sắp ngẫm rồi anh em ơi. À quên, chưa ngẫm được. Ấy sao không hồi, chết bà rồi. Ủa sao nó không hồi ta? Cái gói này nè, có cái kỹ năng này, cái kỹ năng này nó rất là lợi thế cho anh em đi hoạt động lúc 9 giờ mà hoạt động solo 1-1 đó em, solo 1-1. Tại vì sao? Tại vì cái khả năng của cái thằng này á là trong 10 giây anh em sẽ chịu đòn chỉ giảm có 5% sát thương thôi. Đấy, trong 5%, trong có 5% sát thương trong 10 giây anh em chịu đựng được, khá là tốt. Anh em thấy không? Nói chung là cái hệ thống phòng thủ rất là ngon lành luôn. Để vài bữa mình xong mấy cái gói không đồng rồi mình tính mình mua sao anh em, rồi mình review cho anh em xem sao nè. Còn mấy cái kỹ năng kia thì mình cũng không biết sao, mình cũng chưa sử dụng, nhưng mà mình thấy nó cũng được đó, nhưng mà nó hơi tốn quá. Nói chung là nguyên cái bộ này tầm khoảng là gần 1 triệu mấy, 2 triệu, không phải giỡn đâu anh em ơi. Nói chung là buổi sáng hôm nay là cài được 2 triệu lượt chiến thì vô đánh cái này cũng tạm ổn. Mỗi này gì đây ta, nhìn thấy cái biểu tượng này biết cơ bản rồi đó, công cơ bản và phá giáp cơ bản. Ghép được trang sức là ngon nhất cái này, ghép trang sức là ngon nhất, có 529 điểm thôi, ghép trang sức là ngon nhất. Đây anh em, ghép được cái này là ngon nhất nha, mà giờ mình lại thiếu cái này. Trong hiện tại cái nội kinh của mình đây là mình sử dụng cam này nè, có nghĩa là khi anh em đi hoạt động á, anh em phải mang cái này lên, còn không đi hoạt động anh em cứ bỏ cái này ra đi. Bình thường anh em đi săn boss đi đánh nhau thì anh em đừng mang này lên, tại mình lười thay tới thay lui cho nên mình để đây đó anh em ơi. Nếu mà anh em có được cái nào anh em ghép được thì anh em ghép. Hôm trước mình tách cái ép quá trời luôn rồi, chết bà rồi, hết rồi. Hôm trước mình tách mấy cái ép tím quá trời luôn, hôm nay kiếm lại không có nè, kiếm được mình ghép á. Tại vì cái công trang sức này nó tăng lực chiến khá là nhiều, mà sát thương nó là nhiều nữa. Đó anh em thấy 5 triệu không? Anh em biết sao mà nó lại 5 triệu mấy không? Tại vì nó tới 4 món trang sức đó, có nghĩa là 4 món trang sức của anh em càng lực càng ngon á, là lực chiến nó tăng càng nhiều nha. Tăng đam khá là ngon luôn. Ở đây anh em xem nhân vật thì ở nhân vật công là 447.056 đúng không? Để mình năng thử một phát anh em. 447.056. 056 cái này được 300 mấy năng một phát lên. Năng một phát được 200 mấy công. Mà cũng phải ưu tiên nó rồi anh em ơi, phải ưu tiên nó rồi. Đúng là phá giáp không có, chúng không có, đánh không thủng tụi nó nổi. Làm sao mà phải mở được mấy cái ghép được mấy cái trang bị cái hai dòng tím cũng được, hai dòng tím lực chiến cũng khá là cao nữa. Mình không biết là sau này nó có sau này nó có bán cho anh em hay không, hay là sự kiện cho anh em với cái phần ghép đó hay không. Nhưng tạm thời mình thấy đây chưa có anh em ơi. Ở đây cũng không có nữa nè. Cái dòng này thì mình thấy có bán đúng không, nhưng mà nó đắt lắm anh em ơi, mấy trăm vậy đó, đắt lắm. Trong đây thì nó cũng có bán. Còn tiếng máy là mới, ví dụ như là mới cái này đúng không, nhiều khi nó ra những cái dòng rất là ngon nè. Hôm qua ví dụ như hôm qua nó ra cái này mà mình không có vàng mua nè, cái này như 4k gì đó, 3k mấy, 4k gì, 3k mấy gì đó. Cái này giảm sát thương kỹ năng này thì cũng ngon lắm, nói chung là ngon 2%. Đấy, cứ làm mới một phát như vậy thì anh em có tiền anh em mua. Nó bán mấy cái này nè, nó bán bằng phá thì nên mua, ví dụ mấy cái cam này nè. Nó còn mấy cái tím thì anh em có tiền nhiều thì nó mua, không có là thôi, không gì hết. Nó cứ đọc phát vậy là tốn. Hên thì nó ra, còn nó không hên thì thôi, đó anh em thấy không?
cái này tại mình đang làm clip rồi mình nhắn mình làm cho anh em, chứ thực chất nó tốn vàng lắm nha anh em. Tại cái tới 25 vàng nó không phải ít đâu, cho nên là anh em muốn làm gì cũng phải tính nữa nè. Rồi còn lệnh bài này, bài gì ta? À, kiếm tông thì thường nó bán à, chết bà. Phải ngọc phá, vàng phá thì mình mua được, chứ vàng không phá thì mua làm gì, tại vì nó cũng có 800 mấy thôi chứ nhiều. Rồi, như vậy là buổi sáng này kiếm kiếm được nhiêu thì được nhiêu nghe nè. Còn cái boss lên server thì chịu rồi, boss lên server nó cái tỷ lệ nó ra đồ tím thấp quá anh em ơi, anh em thấy nè. Không có ra món đồ tím mà trong đây thì ba cái con đầu tiên rồi nó đầy mẹ rồi, ba con đầu tiên mà con thứ tư bắt đầu nó ra tím rồi nè. Đấy, con thứ tư bắt đầu nó ra tím nhưng mà không đủ cho không đủ điều kiện mặt, bởi vì cái tỷ lệ nó ra trang bị tím thấp lắm, mình ăn ba con boss, ăn boss to không đấy, mình ăn con bành bành luôn mà nó ra tỷ lệ nó ra tím quá thấp luôn. Không biết là sau này lên cái tầng 2 thì sao thì mình cũng không biết, nhưng mà tạm thời thấy cái tầng này là chịu rồi đó. Vô anh em đừng có chơi mấy con boss VIP nhỏ nè, anh em càng chơi càng chết. Mấy cái con nhỏ này nè, cái tỷ lệ nó ra rất là cao. Cái lộn, mấy cái con nhỏ này cái tỷ lệ nó ra cao lắm nè, tại cái con đó mình không có nhặt được đồ nha nè. Còn mấy cái con bự thế vậy chứ tỷ lệ nó ra thấp lắm anh em ơi, tỷ lệ nó ra mấy cái lửa thấp lắm. Này thì không có, mình thì mình phải đánh mấy con nhỏ này nè, còn đánh được thì cứ quất, anh em đừng có chơi nó làm gì. À, anh em biết không, ví dụ như cái nó đánh cái con cuối cùng đúng không, anh em đánh cái con nhỏ nhất từ dưới anh em đánh lên gì, mấy cái con nhỏ nó mau chết lắm, nhiều khi anh em quất một phát đó, anh em dùng một kêu này một phát là nó chết rồi đấy, một phát là nó chết chắc à. Đó anh em thấy không, một cái xanh mình kiếm từng phải còn 5 cái xanh nữa là mình có thể là ghép nữa nè, tại vì mình đang có một cái xanh rồi đúng không, một cái xanh mà với 5 mảnh nữa rồi. Nó đây được một xanh, nó đây đó, đây được cái đỏ nữa nè, đó mới ra đó nè. Bà nội ghép mấy cái này xong nó không đủ điều kiện. Đấy, chịu khó anh em ơi, nói chung là chịu khó, cái tỷ lệ nó ra cũng cao lắm anh em ơi, anh em thấy không, quan trọng anh em có ăn được nhiều hay không thôi, chứ anh em mà ăn ít thì không nói, có lúc nó có bận thì nó đam to thì đam to, nhưng mà anh em vô chứ gần con boss anh em đánh được 50% anh em chết anh em chẳng nhận thừa được đúng không, cho nên là anh em cố gắng đi đánh con từ bé đánh lên, đừng ham mấy con to, ví dụ như trong mấy con boss to quá nè, mấy con boss to quá đó anh em đánh nó lâu chết, ví dụ như con 350 này anh em đánh một hồi mới chết, còn mấy con boss nhỏ anh em đánh mau chết, anh em ăn được hai con nhỏ cũng được đó. Nhiều khi hai con nhỏ anh em được hai mảnh, chà hai con nhỏ anh em được hai mặt. Mấy cái trang bị đỏ này quan trọng lắm nha anh em, mình không dám bỏ luôn á, giờ này mình không dám tách cái trang bị đỏ luôn, tại vì anh em mặc được 7 cái trang bị 3 sao như vậy là anh em sẽ mở được cái đó rồi. Cái gì ta, cái đó mình cũng không gành, nhưng mà nó giống như là thằng binh thằng khí gì đó, mở ra cái mình dùng trang bị 1 sao nè. Ôi có đụng được cái nào không ta, đó để mình thoát ra, mở ra lụm được cái trang bị 1 sao nè, đó đây là cái binh khí, đúng rồi binh khí đó, anh vô đây nè, năng lên hên xui mới được rồi. Anh em coi cái chỉ số phần trăm nằm đây nha anh em, 37 khác phái không để được đâu anh em ơi, 83 trời ơi, nó nhốt nó nhai dữ vậy ta, lên cao nó nhai thì mình bỏ xuống mấy cái thấp nè, đó mình bỏ xuống mấy cái thấp này lại, tại vì cái này nó không sao, nó có sao thì nó tăng cao lắm anh em ơi, tại nó không sao nó vậy đó. Đó sử dụng cái này thì bán bằng bạc anh em, bạc dễ mua lắm đấy, 50 88 95 to quá, mình tính sao cho nó đỡ tốn của mình nha anh em, nói cái này để lên là đủ nè đúng không, nó để lên đủ đó, nhắn mình mua. Cái này thì 85 là chắc không đủ, cái này 85 không đủ rồi,
À, 106 luôn anh em, để lên được 106 cũng được. Đấy. Đó anh em thấy không? Nó sẽ tùy thuộc vào anh em. Ví dụ như mấy cái này nó sẽ hên xui, nó hên thì anh em trúng ra mấy cái phần trăm này cũng được. Còn nếu nó không thì nó sẽ ra mấy cái dòng này, nó sẽ ra hết vậy nè anh em. Đó, nó ra hết luôn, nó mở hết cho anh em nè. Đó, nó mở hết. Nó thì anh em hên xui thôi, nói chung là kiếm đồ anh em ơi, quan trọng là do mình kiếm đồ. Đấy, đấy đấy đó, im kìa em ơi, quá trời nhiều luôn anh em ơi. Mới lúc nãy thì nó một đống nó tranh giành, nó ca ớt, nó đánh nhau sướng lắm, bây giờ giờ đi đâu hết mẹ rồi. Anh em biết không, cái giờ mà nó đi ăn boss boss đi server là cái giờ đó, là cái giờ giờ thằng Linh cho anh em đi ăn đó, được cái xanh xanh nữa kìa anh em thấy không. Anh em biết không, tại mình đánh đánh cái con boss đó cả cả nửa tiếng đồng hồ đó, ăn boss to boss nhỏ thì đánh lâu lắm, một mình đánh lâu lắm anh em ơi. Để coi được mảnh nào không nghe nè. Đó, đừng ảnh xanh xanh nữa kìa anh em ơi. Phê chưa anh em? Phê chưa? Đó. Đừng có ham mấy ăn mấy con to, mấy con nhỏ nhỏ thôi. Anh em đánh mấy phát là nó chết rồi. Là mình chạy tới mình tìm được con khác. À, cái con này. Đó, anh em kích bạc có người kìa anh em thấy không? Lỡ mình chạy, đáng lý ra mình chạy qua con 300 đó anh em. Mà thôi lỡ rồi sao giờ, đang đứng đây mình tưởng là con này nó bé, mà con này nó đứng ngay vòng vòng trung tâm anh em, ngay trung tâm nó to lắm. Là hồi bị người ta ăn con 300 cái lên 350, mà mình lên cũng 400 cũng được. Nó anh em thấy không, thấy lợi lợi lỗ chưa anh em? Ăn con to nó mất thời gian dữ dằn lắm anh em, ăn con nhỏ đang dữ anh em, ăn lên đi, đừng có giống như mình cái đó, mình tại mình xui đó, mình xui mà đứng vậy, mình lỡ mình đứng rồi mình đánh rồi mình đánh luôn anh em, chứ không phải là mình muốn đánh nó đâu. Vậy dọn kho liên tục luôn anh em ơi, nói thiệt với anh em, cái này phải dọn kho liên tục luôn á, không có thể nào mà ngơi nghỉ được đó. Hai cái đỏ một cái cam đúng không, đó, bỏ vô đó được nhiêu rồi nè, 7 rồi đúng không, thêm ba mảnh nữa, chết ba coi đầy đúng rồi, không phải không phải, nó nói chung là nhanh quá đấy, 5 7 ba cái nữa là được hai, là được thêm 800 mấy k lực chiến nữa nè anh em. Đấy, con 300 nó chết queo thấy chưa, rồi nó chạy lên 350 chắc luôn đó, mình ăn con 400 cũng được đó anh em thấy không. Không phải, đừng có ham ăn mấy con to, nó mất thời gian lắm, mấy con to nó mất thời gian lắm, mình anh em cứ tự dưới anh em ăn lên đi, tại mình xui mà đứng lại, mình lỡ mà đứng vậy rồi không sao nè. Cái trang bị này, trang bị máy này, trang bị vật chính đúng không, kệ nó, cho nó ăn con 350 nữa là hoặc con 350 và con 400 thôi à. Nó không được cái quái gì chứ. Chắc là con 3 400, mình nghĩ chắc 400 nè. Ồ, nó ăn con 350. Thì mình chạy lên con 400. Đấy. Tính mình cũng đoán nè. Đó, đó, một sao cũng được anh em ơi. Im lắm. Nói chung là có sao là ngon nha. Nói chung là có sao là được nè. Anh em thấy không, cái con bé bé vậy mình còn được cái mảnh, con to đụng luôn chẳng được cái gì hết trơn. Mấy cái này anh em cứ sử dụng hết đi, còn nếu cái nào bỏ là bán, treo lên anh bán được anh em, thì anh em treo cái giá cha cao, anh em không bán á thì anh em treo đại trên chợ cái giá cao cho nó đỡ chống kho của anh em thôi, chứ gì hết á, để cái kho nó chặt lắm anh em ơi, để trong trong cái túi này chặt lắm anh em thấy không? Một đống luôn, toàn là phá không à, mà bây giờ nó nằm lỡ cỡ thì sao, mày chạy lên mày đánh mình kìa. Ừ, mình không có ếch của nó, mà cứ mình không có ca ếch của nó, mà nó gặp mình là nó ca ếch đánh, lần nào cũng vậy cho anh em ơi. Rồi ra thì cứ lục nè, để coi nhớ con nào nó sắp hồi vậy nè, sắp hồi rồi mình vô mình lên giống gì hết. Đấy đấy, 205 không phải nè, đây còn 7 phút nữa không, tầm 3 anh em cứ nhớ đi, 7 phút thì tầm khoảng nhiêu mình quay trở lại anh em, hết mẹ rồi. À, trời đóng luôn anh em ơi, 305 này chắc là nó chạy lên đó anh em, 350 chứ, là may thế nào cũng 350, mình ăn 360 đúng không, mình phải lên mình đứng mình đó. Ờ à, đúng rồi, nó không có thì mình quất anh em ơi, không có thì mình quất thôi. Ai ai ham ăn bó to, mình không có ham,
ăn bớt to mất thời gian dữ dằn lắm. Trên nãy mình ăn con 300, mình chạy lên đến 350 đúng không, đang quạng mình ăn luôn con được 400 luôn, là con nó mà đánh con 350, 450 là nó đứng, đam nó yếu mà anh em, mà đam yếu mà ăn con to là chết đấy. 350 quất một phát là nó ngẫm liền đó, được đỏ luôn kìa ha không anh em. Đỏ thì nó không im nhưng mà có đơn không anh em ơi, im lắm, nói chung là cũng ngon đấy. Một sao nữa đó, không có ai ăn thì tốt anh em, mà không có ai ăn là im lắm. Mấy cái ngày đầu á anh em mình bị tớp nó ruộng quá, mình lên mình đam mình yếu á, đam mình yếu mình bị tớp, tớp một nó canh cái boss thì nhiều lắm cho nên là ăn không có được. Rồi cái mình bỏ luôn tới ngày thứ năm mình bắt đầu mình săn lợi nè, thứ năm mình săn lợi thì mình đã thuộc rồi. Rồi mấy người kia người ta chịu khó người ta lên ta săn nè, lên ta săn được cái nào nó không có khởi, nó không có cũng được, không có không sao, đâu phải có con nào cũng ra đâu, nếu con nào cũng ra chắc nó nát game đó. Ừ không có ai ăn là im anh em ơi, không có ai ăn là im. Mà có lúc ha anh em biết không, có lúc thì ăn một đống một, có một con boss thì 4-5 thằng nó gom vô, nhất là mày giật tối nha, sợ nhất là giật tối, giật tối đông lắm anh em ơi, giật tối nó đông kỳ luôn đó anh em. Canh cái nó mà còn mỗi còn con nào cũng hảo tác đây, cứ sử dụng cho nó hết mẹ cho anh em ơi, đừng có để nó còn, nó còn nó nằm cho nó chen. Đây mình có một cái đỏ đúng không, đây mình tới 30 mảnh nữa nè, ở đây mình còn 15 mảnh nữa nè, nói chung là 14 mảnh nữa mới dưới một cái này đó là mới nâng lên thì một sao, nó là 3 sao nè, còn đây 3 mảnh xanh nữa hả, 3 mảnh xanh nữa mà cái xanh cái tỷ lệ nó ra thấp, mà tại sao không cái đỏ nó lại ra nhiều anh em ơi, cái đỏ là nó lực chiến cao hơn đúng không, nó lý ra mấy cái xanh nó ra nhiều mới đúng chứ, mà cái trường hợp này thì nó lại xanh nó lại ít mà trắng nó lại ít, cái trắng với cái xanh cái level thấp hơn cái vàng nha đấy, mà nó cái vàng nó lại tỷ lệ nó ra rất là cao. Mình không nói là nó ghê nguyên cục luôn nha anh em, nó ghê nguyên cái là mình không nói nha. Nãy còn 7 phút đúng không ta, tám phút, ô tầng hai tầng nào 7 phút, đây có còn 4 phút nè, để đây đi tầng năm coi nè, thấy con kìa em ơi, nó cứ lên mình săn thôi chúng gì hết á. Cái con 550 này ăn được mà chết tầm khoảng 4 mạng vậy đó nè. Không phải mà mình không phải là lực chiến mình thấp, mà tại vì mình level 350 á mình sẽ ăn được nó nha nè, tại vì á, mình bị nó áp chế cấp thì khi mình đánh vô nó thì đam của mình sẽ giảm xuống, thủ của mình sẽ giảm xuống luôn đấy, cho nên là bị nó đánh chết không gì hết trơn, thậm chí nó khi mà bị nó áp chế nó giảm như còn giảm 90% 80% vậy đó nè. Trừ khi lực chiến của anh em quá cao anh em đánh ăn nó thôi, chứ thấp đó không lợi nó. Cái chuyện mà áp chế cấp là nó căng lắm, mình trong ngày trong đây tới chiều mình cố gắng mình ăn thêm 3 mảnh này nữa thôi là coi như là bữa sáng này, coi như trong ngày hôm nay là mình cái là trong ngày hôm nay là cài được loa 3 triệu lượt chiến đó, mà chưa tính nạp nha, nạp thì chưa có nạp. Còn mình kiếm mấy cái 2 sao này mình để rồi mình ghép nè, nó mấy cái này đấy bị nó quất chết ngắt rồi đó anh em ơi, để mình lụm má ơi. Anh em thấy không, tớp đó anh em, tớp một viết gì á không để ý, nó nuốt mình một phát là chết à, nó 90 triệu mà anh em, nhưng mà nó không có cướp, nó lỡ nó anh em mà yếu á là lên á, lỡ nó không có để ý á, lên nó chém anh em cái anh em chết thì anh em hồi sinh tại chỗ, anh em ăn là nó nhường hả, nó không có cướp. Nhưng mà nó nạp tiền đây mình nữa mình chắc mình phải mua cái này quá nè, cái này được hai viên, cái này hai viên với cái không đồng này á là được một viên nữa đúng không, một viên nữa là ba viên là lên được cái vũ khí chính nè. Nhưng mà chưa đâu anh em ơi, tầm khoảng 2-3 ngày nó mới mua lên được anh em ơi, tại anh em biết sao, tại vì lên mẹ cái này rồi là nó hết này, cái này tầm 3-4 ngày sau nó mới hết, còn cái này là bắt buộc, cái này thì nếu mình mua rồi là mình không thể lên được anh em, mua rồi không thể lên được.
Ê, quên nữa nè, mà luôn nói nè, mà con boss tầng 2 là nó tới rồi đó nè, tầng 3 chứ. Tầng 2. Đấy, nó còn có 2 phút nữa thôi. Rồi nó có khó không? Hồi nãy mình bị nó giết mà mình lụm đường mà không biết có ra cái con gì không ta. Nhưng mà kiểm tra lại coi. Mình chỉ mong mong là lụm được mấy cái đó, được cái trắng trắng này mà. Được cái trắng này, cái đồ thủy này bậc 4 nha. Đồ thủy này là 4 chuyển cho nên là không có lên được. Nên anh em vô anh em biết là chú ấn nè. Đó anh em thấy là cái đồ thủy này là 4 chuyển nha nè. Đồ thủy cực quang lên được một sao nữa. Cực quang tới chuyển 5, chuyển 5, chuyển 5, cực chuyển 5 chuyển 6 lên được à chuyển 5 chuyển 6. Đồ thủy thì bởi vì nói thiệt với anh em, trong mấy ngày đầu mà anh em mà không có săn ha là anh em thua súc. Mà mỗi buổi sáng anh em, mỗi buổi sáng ngày hôm sau giống như là nó reset lại á. Mình có cảm giác là một ngày anh em chỉ ăn lụm, nó cho với anh em lụm được nguyên cái là tầm hai cái hoặc ba cái thôi. Ngày hôm qua nhưng mà lụm được ba cái gì đó, cho nên là trong ngày hôm nay chắc chắn mình sẽ còn lụm được một cái nữa. Nhưng mà hết ba lần, hết ba lượt nguyên nguyên trọn vẹn lại toàn ghi mảnh các mà mình để ý nè. Nói chung là mình để ý, mặc dù là 2 ngày mình để ý, tại vì mình đánh tới 10 giờ tối là mình bắt đầu mình đi ngủ rồi nè, ngủ 4 giờ sáng rồi mình on lại. Thôi nói chung là mình đánh xong hai con này nữa rồi nghỉ nha nè. Tính ra buổi sáng này mình được lên được 2 triệu đi, rồi chiều mình kiếm thêm 1 triệu nữa là chắc ăn rồi đó anh em. Không lẽ không được mấy mảnh nữa thôi đúng không, còn mấy mảnh ta, 2 mảnh 3 mảnh gì nữa thôi đấy, 3 mảnh nữa thôi. Đó ra đó anh em, đó vậy là còn 2 mảnh nha. Quá im quá im, 2 mảnh nữa thôi là năng sao được đó anh em, là 880k lực chiến đó nha anh em. Đam. Ừ hên. Ủa nó nhặt sao ta, ủa nó vừa chuyển qua, nó vừa chuyển qua mình hưởng mà ta, đúng không, nó vừa chuyển qua mình hưởng là con boss nó chết rồi mà. Đấy đúng không anh em, nó vừa chuyển qua cái tên mình mà mình chắc là mình vừa chuyển qua là đang mình bắt đầu nè. Nó hồi nãy nó 2,5 triệu, mình 2,3 triệu, mình cả ớt trong loại nó, mình mới làm cái clip này xong mình đăng luôn anh em. Để thôi cứ gặp nó bị nó hoài. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Chúc anh em chơi game vui vẻ nghe nè. Nếu có gì thắc mắc thì anh em cứ comment bên dưới nha. Có nhiều anh em hỏi mình làm sao để mà up cấp cho nhanh, cũng dễ lắm anh em ơi, mình để ý rồi, cái game này nó cũng để ý rồi nha, mà nói thì anh em để video sau đi, này nó hơi dài chút.